Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, vận may ập đến, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, trúng số giàu thua, đổi đời như ý, xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng trong tháng 11 âm lịch 2024, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, được lộc tổ tiên, làm ăn trúng lớn, trúng số bất ngờ, hốt hết lộc của thiên hạ, xứng tầm đại gia, giàu không cản nổi, đón Tết thật linh đình. Quý vị thân mến, sống ở đời chúng ta có thể là những người rất bình tĩnh, hiền lành. Thế nhưng không ít lần có những biến cố xảy ra khiến chúng ta tím tái mặt mày, chẳng thể giữ nổi vẻ bình tĩnh thường ngày. Tử vi học quan niệm rằng, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, hung cát là điều không thể tránh khỏi trong vận mệnh mỗi chúng ta. Thế nhưng hung giận lớn hay nhỏ, xảy ra sớm hay muộn thì còn tùy thuộc vào lá số bản mệnh của mỗi người. Người xưa vẫn hay nói, thời thế tạo anh hùng, bởi nếu biết nắm bắt thiên cơ, biết trước mệnh trời, tận dụng cơ hội mà ơn trên ban xuống, thì việc thành công chỉ còn là chuyện trong tầm tay, chẳng mấy chốc mà giàu lên chóng mặt. Đặc biệt, trong tháng 11 âm lịch tới đây, người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, được tử vi dự báo sẽ gặp vô số may mắn, tiền bạc đổ về không ngớt, công danh phất lên hương, đổi đời trong nháy mắt, xóa bay mọi khổ nạn mà những chú khỉ đã phải trải qua những ngày tháng đổ mồ hôi, sôi nước mắt trước đây sẽ được đền đáp xứng đáng, giàu có gấp bội lần. Tổng quan tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968 là tuổi con khỉ, thuộc mệnh thổ, đại trạch thổ, đất nhà lớn. Mệnh nam, cung khôn thổ, thuộc tây tứ mệnh. Mệnh nữ, cung khảm thủy, thuộc đông tứ mệnh. Tuổi Mậu Thân được Phật Đại Thế Chí Bồ Tát ban phúc, Phật Diệu Quang ban cho trí tuệ, Phật Quang Thế Âm hộ mệnh, Phật Đại Nhật Như Lai bảo hộ. Người tuổi Mậu Thân thường rất mưu trí, nhanh nhẹn, khả năng này giúp họ tiến hành công việc đạt hiệu quả cao và ít khi có sai sót. Họ có khả năng phán đoán mọi việc rất tốt, làm việc linh hoạt, có thể tùy cơ ứng biến để thích hợp với mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, họ lại giống người tuổi Thân mệnh Kim, thường thấy nhàm chán khi phải làm một việc trong khoảng thời gian quá dài. Nhờ khiếu hài hước cùng khả năng giao tiếp tốt, họ được nhiều người quý mến, nhất là người khác giới. Tuy nhiên, mỗi khi tâm trạng không tốt, họ thường đẩy trách nhiệm hoặc sự bực bội sang người khác, nên dễ mất đi sự tin tưởng của bạn bè. Người tuổi Mậu Thân cũng là người khá nhanh nhạy trong việc nắm bắt cơ hội. Nếu biết kiềm chế hơn thì chắc chắn cuộc sống và sự nghiệp của họ sẽ gặp nhiều thuận lợi và thành công hơn. Màu hợp với tuổi Mậu Thân là đỏ, vàng. Màu khắc với tuổi Mậu Thân là xanh. Về tính cách tuổi Mậu Thân, tuổi Mậu Thân tính khí khá tùy duyên, thuận tiện mà hành xử, làm việc, họ cơ trí, linh hoạt, tháo giác, có nhiều kế hoạch và sẵn sàng thay đổi theo chiều hướng mang lại lợi ích đa chiều nhất. Cá tính tùy duyên, tùy thời, khi bãi bể, khi nương dâu, khiến họ dễ bị dao động tâm tư, lập trường và nguyên tắc. Nhờ linh động nên những người này thường được yêu mến vì dễ tính, thoải mái mà lại đạt hiệu quả cao trong thời kỳ biến động. Người tuổi Mậu Thân yêu cuộc sống tự do, không thích bị câu thúc, những biến cố, thay đổi bên ngoài thường tác động mạnh tới họ, hoặc có lợi thì họ vận dụng, hoặc có hại thì họ cố thủ, thu mình. Trong giao tiếp, thái độ ôn hòa, điềm tĩnh của thuộc tính thổ kết hợp với sự linh động, giỏi ứng biến, không quá cố chấp, bảo thủ nên họ thường đạt được hiệu quả cao, lòng người thường hướng về ủng hộ.
Cũng như bản tính vốn có, những người tuổi Mậu Thân thường phải trải qua quá trình học tập, tôi rèn kỹ lưỡng mới có thể giúp ích cho đời và thu được thành quả. Họ rất tin số mệnh, vì chịu quy luật biến thiên của địa chất, nên thành công hay thất bại của họ do bối cảnh thiên thời địa lợi ảnh hưởng tác động nhiều. Tuổi Mậu Thân có một nỗi buồn trải dài theo thời gian, vì những sự biến động bãi bể nương dâu tác động mạnh, rồi nhân tình thế thái, dạng vật đổi thay. Tuổi Mậu Thân có một nhân sinh quan tiến thủ, luôn muốn thể hiện bản thân và khát vọng giúp đỡ cuộc sống của con người, mang lại hạnh phúc cho con người. Con số hợp với tuổi Mậu Thân là số 2, 5, 8, 9. Con số không hợp với tuổi Mậu Thân là 3, 4. Sự nghiệp tuổi Mậu Thân. Với những đặc điểm về tính cách kể trên nên những người tuổi Mậu Thân sẽ làm rất tốt đối với công việc như ngoại giao, tư vấn, vì điềm tĩnh, mềm mỏng, kinh doanh bất động sản, vì thực tế và tư duy đổi mới, biến động, xoay chuyển theo các mặt lợi hại. Các lĩnh vực như nông nghiệp, chăn nuôi, chăm sóc sức khỏe, tư vấn bảo hiểm đều là những lĩnh vực mang lại thành công lớn đối với họ. Tuổi Mậu Thân có thiên thời địa lợi về thiên can, địa chi, ngũ hành nạp âm, nên hầu hết trong số họ khá giả và giàu có. Tiền bạc của họ thu được nhờ nỗ lực quyết tâm và các tác động ngoại cảnh thuận lợi đưa lại. Nam mạng Mậu Thân là những người có tính cách theo hướng tùy duyên, đến đâu thì đến, cho nên khi gặp sự cố hay công việc nào đột xuất thì họ xử lý rất nhanh nhẹn và khôn khéo. Việc gì cũng có thể giải quyết được. Với tính cách như vậy thì có thể thấy họ là người ưa sự tự do, ghét sự cứng nhắc, khuôn phép. Nữ mạng Mậu Thân là người tin vào số phận, số mệnh an bài, nên tính cách tùy duyên của họ cũng là điều hiển nhiên. Với sự điềm tĩnh và mềm mỏng trong giao tiếp thì tuổi này rất thích hợp làm ngoại giao, tư vấn hay vì sự xoay chuyển, ứng phó rất nhanh nhẹn thì kinh doanh bất động sản, nhà đất cũng hợp với họ. Các ngành nghề liên quan tới chăm sóc sức khỏe hay tư vấn mua bảo hiểm hứa hẹn sẽ mang lại thành công lớn trong sự nghiệp của những người tuổi Mậu Thân. Có thể thấy với tài ngoại giao tốt như vậy thì việc kinh doanh với tuổi Mậu Thân là vô cùng dễ dàng. Tổng quan tháng 11 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Tháng 11 âm lịch là tháng Bính Tý, nguyệt lệnh là Tiết Khí Đại Tiết và Đông Chí, tương xứng với thiên can, Bính Quả và Địa Chi, Tý Thủy, Tiết Đại Tuyết đánh dấu thời điểm bước sang tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tháng Bính Tý, ứng với kinh dịch tháng này là Quẻ Phục, trong quẻ có một hào dương ở dưới, cùng miêu tả trạng thái âm khí cực thịnh, sẽ sinh dương khí. Dương khí mới sinh ra có sức phát triển mạnh mẽ và hứa hẹn đến những thời điểm tốt đẹp hơn về sau. Hơn nữa, bản chất của tiết đồng chí chính là sự thay đổi của áp suất trong khí quyển. Trong thời điểm tiết đồng chí, vì là thời điểm lạnh nhất trong năm, nên các loại động vật, thực vật và con người đều ở trạng thái thu hẹp, ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Đây cũng là thời điểm để tích trữ lương thực và củng cố nhà cửa chống rét. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng 11 âm lịch cho tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, vận hạn may mắn và cách hóa giải, giúp bản mệnh đón lành, tránh dữ, gặp hung hóa cát. Về mặt sự nghiệp, được tam hợp nâng đỡ, sự nghiệp của người tuổi Mậu Thân có cơ hội bước sang trang mới trong tháng 11 này. Bản mệnh cần tự tin hơn để có thể nắm chắc các cơ hội xuất hiện trước mắt, khiến người khác phải nhìn bạn bằng con mắt khác xưa. Tháng này, bản mệnh xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa, nên làm việc gì cũng có người giúp đỡ, chỉ điểm. Với những công việc nhóm đòi hỏi hợp tác, bạn và đồng nghiệp làm việc ăn ý với nhau, khiến những nhiệm vụ tưởng chừng khó khăn cũng được giải quyết nhanh chóng. Tử vi tháng 11 năm 2024, tuổi Mậu Thân âm lịch thấy rằng con giáp này còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ở thời điểm này. Đối phương có thể chỉ ra cho bạn những điểm yếu để bạn nhanh chóng khắc phục, hoặc chỉ ra những hướng đi mới để bạn rèn luyện bản thân phát triển theo hướng mới triển vọng hơn. Điều con giáp này cần khắc phục là tính hay lo nghĩ nhiều của mình. Dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm suy, bạn thường suy nghĩ quá bi quan khi đối diện với rắc rối bất ngờ. Hãy tin tưởng vào bản thân nhiều hơn. Bạn vốn là người có tài, đừng vội vàng bỏ cuộc. Hãy coi khó khăn là cơ hội rèn luyện bản thân để mình ngày càng trở nên xuất sắc hơn. Về mặt tài lộc, túi tiền của người tuổi Mậu Thân có nhiều cơ hội cải thiện trong khoảng thời gian này. Vì thế bạn cần nhanh chóng nắm lấy thời cơ để vượt lên trên các đối thủ, khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Với người làm ăn kinh doanh,
Đây là thời điểm rất thích hợp để bạn đưa ra các quyết định hợp tác làm ăn nếu thấy có đối tác, khách hàng nào triển vọng thì bạn nên nhanh chóng ký kết hợp đồng ngay, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt vào tay người khác. Nếu đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố, nhân lực và vật lực, thì bạn cũng có thể xem xét việc mở rộng quy mô làm ăn, quy mô sản xuất. Tất nhiên, để có thể đạt được mục tiêu đã đề ra, thì bạn sẽ phải khá vất vả đấy, song mồ hôi công sức sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Người làm công ăn lương cũng hứa hẹn sẽ được nhận một khoản thưởng nóng kha khá vì những thành tích tốt trong công việc. Đây chính là lời tuyên dương, khen thưởng của lãnh đạo đối với bạn, khiến bạn có thêm nhiệt huyết khi làm việc. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm suy và hung tinh thiên nguyệt, đôi khi bản mệnh sẽ thấy mệt mỏi, bất an. Song bạn không nên hướng những suy nghĩ của mình theo hướng bi quan, bạn có thể trao đổi tâm sự với những người đáng tin cậy để được gỡ rối, tìm lại lòng tin cho mình. Về mặt tình cảm, gia đạo. Căn cứ tử vi tháng 11 năm 2024 tuổi, Mậu Thân âm lịch, bản mệnh có thể xác định tinh thần sẽ được nhận nhiều tin vui liên quan đến tình cảm khi bước sang tháng 11 âm này. Dưới tác động tích cực của cục diện tam hợp, cũng như các tinh chủ đào hoa bách diệt, bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy người ưng ý. Người độc thân có thể nhiệt tình tham gia các hoạt động tụ tập, xã giao trong thời điểm này, bạn là người có những mặt tính cách rất thu hút. Vì thế mà chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi bạn sẽ nhận được rất nhiều lời ngỏ ý làm quen hoặc bày tỏ đến từ người khác giới. Con giáp này đào hoa đến mức bạn có thể gặp được người phù hợp với mình ở những nơi không ngờ tới nhất. Hai người chỉ vô tình gặp gỡ mà đã thấy quen thân, khi nói chuyện cũng có nhiều quan điểm trùng hợp, cứ như thể đôi bên sinh ra là để dành cho nhau vậy. Với các cặp vợ chồng, quan hệ giữa hai bạn thiên về bình ổn nhưng vững chắc, đôi bên biết trân trọng và bao dung cho nhau, nên chẳng bao giờ so đo, tính toán những chuyện nhỏ nhặt. Cũng nhờ có đối phương, bạn thấy dũng cảm và mạnh mẽ hơn khi đối diện với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Về mặt sức khỏe, công việc liên tục có những bước phát triển mới, có thể khiến cho người tuổi Mậu Thân phải vất vả, bôn ba nhiều hơn khoảng thời gian trước đó. Vì vậy, bạn càng cần phải chú ý đến sức khỏe của mình, tránh làm việc quá sức kẻo đổ bệnh. Dù công việc có bộn bề thế nào, bạn cũng cần nhớ phải ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ giấc. Nếu có thời gian rảnh, hãy tham gia vào các hoạt động thể thao để cơ thể luôn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Khi bạn có những suy nghĩ bi quan, tiêu cực, hãy tâm sự với mọi người xung quanh để được giúp đỡ và cảm thấy nhẹ nhõm hơn, chớ nên giữ mọi chuyện ở trong lòng, đẩy mình vào cảnh căng thẳng không cần thiết. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 11 âm lịch, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Tử vi tuần 1 tháng 11 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Xem tử vi hàng tuần cho thấy, trong tuần đầu tiên của tháng 11 âm lịch, các khí lan tràn, người tuổi Mậu Thân nhờ thế mà đạt được khá nhiều thành công ngoài sức mong đợi. Công việc của con giáp này trong tuần khá thuận lợi, bản mệnh được nạp thêm năng lượng, phát huy năng lực tốt hết mức có thể. Với người làm đầu tư, kinh doanh, tuần này là thời điểm rất thích hợp để bạn mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác của mình. Đôi bên chỉ cần thẳng thắn sòng phẳng với nhau thì sẽ hợp tác ăn ý, kiếm về tiền tài dư dả. Tuy nhiên, ngũ quỷ hung tinh đang xuất hiện trong khoảng thời gian này, nên bản mệnh cần phải đề phòng kẻo bị tiểu nhân hãm hại. Những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này có thể sẽ khiến cho kẻ tiểu nhân sinh lòng đố kỵ, từ đó tìm cách hạ bệ con giáp này xuống vị trí thấp hơn. Xin nhắc nhở người tuổi Mậu Thân, chú ý các khoản chi tiêu vào thời điểm đầu tuần, kiếp tài án ngữ. Bản mệnh có thể lâm vào họa hao tài phá lộc, tiền bạc hư hao, đi chơi ở những nơi có nhiều người đông đúc, dễ mất tiền như chơi. Tốt nhất là tiền bạc tư trang phải cẩn thận để mắc tới, đừng ham vui, rồi cuối cùng lại khóc méo mất tiền. Về tình duyên thì có thể nói đầu tháng dận đào hoa khá dượng, bản mệnh có thể đón nhiều tin vui về đường tình cảm. Người độc thân nên mở lòng mình hơn, có thể trong những lần du lịch, bạn sẽ gặp được người là định mệnh của cuộc đời mình. Các cặp đôi có thêm thời gian hâm nóng tình cảm, nên càng thêm nồng nàn thắm thiết. Bên cạnh đó, dù có muốn chinh phục đỉnh cao đến mấy, thì bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của mình. Không nên quá tập trung vào một việc gì đó quá mức đến mức quên ăn,
quên ngủ khiến cơ thể mệt mỏi. Quý nhân, Ý, Thìn. Tiểu nhân, Sửu, Tỵ. Màu sắc may mắn, xám, cam. Con số may mắn, 65, 62, 86. Tử vi tuần 2 tháng 11 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Với người tuổi Mậu Thân, bước sang tuần thứ 2 của tháng 11 âm mang theo những tin vui góp phần làm rạng rỡ vận trình cho con giáp này. Chẳng những tiền bạc, công danh tăng tiến, nhờ được nguyệt mã các tinh chiếu mệnh, mà ngay cả đường tình duyên cũng có nhiều tín hiệu đáng chúc mừng. Các cặp đôi đã giải quyết được những mâu thuẫn, vướng mắc trước đó, có lẽ thời gian qua đã giúp cho hai bạn hiểu và thông cảm cho nhau hơn, cũng nhìn thấu tình cảm của mình dành cho đối phương và cố gắng chung tay vun đắp cho cuộc sống hai người càng thêm hạnh phúc. Người tuổi Mậu Thân, nếu theo nghiệp kinh doanh thì sẽ dễ dàng phát tài khi được các thần thực thần che chở, tiền bạc ào ào đổ về nhà. Tuy nhiên, điều này cũng phải đánh đổi ít nhiều. Khi mà mọi người dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn thì bạn lại phải làm việc và phục vụ khách hàng. Đặc biệt, một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ trúng thưởng, trúng số. Tuy nhiên, bạn cần có cách sử dụng khoản tiền này hợp lý, chớ tiêu xài lãng phí, kẻo cuối cùng cũng có thiên trả địa. Công việc trong thời gian này tiến triển rất thuận lợi, thiên ấn cho thấy bản mệnh được cấp trên đánh giá cao bởi khả năng sáng tạo cũng như ứng biến tốt trước những tình huống bất ngờ phát sinh. Những người đã dành nhiều thời gian cho các công việc tay trái có thể thu về lợi nhuận hoặc thù lao xứng đáng với công sức trong thời gian này. Tuy nhiên, con giáp này cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, kẻo dễ vướng họa khẩu thiệt thị phi, ảnh hưởng đến uy tín của bản thân. Quý nhân, Ý, Thìn. Tiểu nhân, Dần, Tuất. Màu sắc may mắn, trắng, xanh. Con số may mắn, 37, 64, 59. Tử vi tuần 3 tháng 11 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Người tuổi Mậu Thân trong tử vi tuần mới gặp khá nhiều điều may mắn. Trước tiên là đường công danh, sự nghiệp đang thực sự đạt đến đỉnh cao. Khi mà bản mệnh biết được sở trường của mình là gì và biết phải đi theo hướng nào để có được thành công. Chính ấn cho thấy, càng về cuối tháng vận trình càng dượng, khả năng thăng tiến lại càng cao hơn. Bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để phát huy năng lực của mình, thể hiện hết những gì mình có, chắc chắn thành công sẽ không còn quá xa. Thái Dương phù trợ nhân duyên, nhờ thế mà chuyện tình cảm của con giáp này thời gian này có nhiều chuyển biến tích cực. Người độc thân tìm thấy người mình thực sự yêu thương, việc bạn cần làm bây giờ chỉ là bày tỏ tình cảm của mình, thể hiện sự chân thành của mình đối với người ấy mà thôi. Vận trình tài lộc có phần bất ổn khi thăng trầm đang xen, thực thần cho thấy tiền bạc giàu nhiều nhưng có lẽ khó bề tích tụ. Khi mà kiếp tài lẳng nhẳng theo sau, chực chờ tìm cơ hội để khiến cho tiền bạc tiêu tan. Bản mệnh nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, thay vì tiêu tiền không cần suy nghĩ. Tuy nhiên, chuyện làm ăn kinh doanh sẽ có bước tiến vượt bậc. Những dự án đầu tư trước đó của bạn dần đem lại lợi nhuận đáng kể, nhờ đó mà bạn có một túi tiền rủng rỉnh, chuyện chi tiêu cũng không cần phải tính toán quá nhiều. Nếu có việc cần phải đi xa, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Cuối tháng hỷ thần ở hướng đông nam và tài thần hướng tây. Quý nhân, Thìn, Dậu. Tiểu nhân, Dần, Mão. Màu sắc may mắn, nâu, vàng. Con số may mắn, 56, 97, 16. Cuối cùng, tử vi tuần 4 tháng 11 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, Mậu Thân gặp sự xuất hiện của Thái Dương Thiên Diệu, nên gặp nhiều thay đổi mới mẻ và đối diện với nhiều vấn đề thú vị. Trong thời gian này, tâm trạng của bạn luôn lạc quan trước mọi nghịch cảnh. Với sự may mắn trong sự nghiệp, nam mệnh tuổi Mậu Thân dễ có cơ hội được quý nhân để ý và bứt phá bất ngờ trong lĩnh vực, những dự án mình đang đảm nhận. Bạn siêng năng, ham học hỏi để tích lũy thêm kiến thức, trí tuệ và biến nó thành sự giàu có. Người tuổi này chưa bao giờ có ý định đầu hàng trước đối thủ. Tính hiếu thắng của tuổi Mậu Thân khá cao, bản mệnh là người thông minh, lanh lợi và có tài ngoại giao, vui tính, nên được thần tài để ý. Lộc lá thường đến tay bạn vào những lúc không ngờ tới nhất. Sự nỗ lực sẽ có kết quả nhưng sẽ khó giành chiến thắng nếu bạn hành động quá chậm,
Hãy tận dụng sức mạnh của người khác và bổ sung cho điểm yếu của bản thân, sẽ khiến Mậu Thân kiếm được khoản tiền to. Chuyện tình cảm. Người độc thân sẽ có hôn nhân tốt đẹp. Nam mệnh nên năng nổ, nữ mệnh nên dễ tính, không thì dễ bỏ lỡ cơ hội tìm người yêu. Trong tuần này, kén cá chọn canh chỉ khiến bạn thêm lận đận mà thôi. Chỉ cần sống đúng tâm mình, kết bạn với những người có tâm hồn đồng điệu và bớt tính toán với người thân, thì Mậu Thân sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Quý nhân, Sửu, Dậu. Tiểu nhân, Tỵ, Ngọ. Màu sắc may mắn, nâu, vàng. Con số may mắn, 12, 76, 98. Cẩm nang dượng vận cho tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, tháng 11 âm lịch 2024. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài, dưỡng lộc, thu hút may mắn. Vậy người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Mậu Thân với tuổi Tý. Tý và Thân được cho là một cặp trời sinh, bởi cả hai đều hài hước, vui tính và hòa hợp với nhau. Tình yêu của họ cũng thật mãnh liệt và lãng mạn, khiến cho nhiều người phải ghen tị. Tuổi Mậu Thân dù luôn tôn thờ chủ nghĩa độc lập, tự do, nhưng không bao giờ cảm thấy khó chịu, bị bó buộc trong vòng tay của người tuổi Tý. Cặp đôi này có thể quấn quýt với nhau cả ngày không rời và cùng nhau tạo nên nhiều khoảnh khắc ý nghĩa tuyệt vời. Tý và Thân cũng dễ dàng hòa hợp với nhau trên phương diện làm ăn, kinh doanh. Thân sáng tạo và có con mắt nhìn xa, trông rộng, sẽ là người đứng đầu tổ chức công việc, lập kế hoạch cho những bước đi vững chắc. Tý quyết đoán và giỏi ứng biến với nhiều tình huống, sự cố bất ngờ xảy ra. 2. Tuổi Mậu Thân và tuổi Thìn. Thìn và Thân đều là hai người có tính cách hướng ngoại, thích giao tiếp, gặp gỡ và xây dựng nhiều mối quan hệ mới. Tình yêu của hai tuổi này thật mãnh liệt và hạnh phúc. Họ hòa hợp với nhau và luôn biết cách làm mới tình cảm của mình. Đôi lúc mối quan hệ này xảy ra những mâu thuẫn gay gắt, nhưng điều quan trọng là tình yêu nồng nàn có thể khiến cho họ bỏ đi cái tôi của mình, sẵn sàng nhường nhịn tha thứ cho những lỗi lầm của nhau. Thìn và Thân là cặp đôi khá lý tưởng. Nếu họ trở thành đối tác làm ăn của nhau, những công việc khó khăn, nguy hiểm sẽ không khiến cho họ sợ hãi bỏ cuộc, bởi Thân ưa mạo hiểm, còn Thìn sẵn sàng đối mặt với khó khăn. 3. Tuổi Mậu Thân với tuổi Tỵ. Ban đầu, tình yêu của Tỵ và Thân thật mãnh liệt, lãng mạn. Họ thích những cuộc vui chơi, chuyến đi du lịch xa xôi cùng bạn bè để khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Tỵ và Thân cuốn hút nhau bởi họ có chung sở thích và đam mê. Tuy nhiên, mối quan hệ này nhanh chóng bị nguội lạnh, bởi Tỵ khi yêu có tính sở hữu cao, còn Thân lại muốn được tự do, thoải mái. Nếu hai bên không biết nhường nhịn, lắng nghe tâm sự của nhau, thì mối quan hệ này rất dễ đổ vỡ. Sự hợp tác của Tỵ và Thân trong công việc làm ăn sẽ đem lại nhiều hiệu quả, thành công, nhưng mâu thuẫn vẫn có thể xảy ra. Nếu như Thân quá đề cao vai trò của mình, hơn nữa Tỵ cũng là người rất tự tin, không thua kém ai. Hai tuổi này đều muốn mình là người đứng đầu lãnh đạo công việc. Quý vị thân mến, tiếp theo đây là cách hóa giải vận hạn, giúp cô bác anh chị tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 chiêu tài đón lộc và làm giàu thành công đúng tháng 11 âm lịch 2024. Đầu tiên là nam mạng tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Theo sao chiếu mệnh, sao Thủy Diệu. Đây là sao tốt chủ về tài lộc vượng, trong nhà có nhiều chuyện vui mừng, hỷ sự. Sao này kỵ nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Người có sao Thủy Diệu chiếu mệnh cần cẩn thận đường sông nước, hạn chế đi du lịch vùng biển, sông suối, dễ gặp bất trắc. Theo niên hạn, hạn thiên tinh. Gặp hạn thiên tinh phải đề phòng ngộ độc. Đi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay dạ gió nên chú ý lời ăn tiếng nói. Xem tử vi 2024 tuổi Mậu Thân nam mạng theo vận niên. Theo tử vi tuổi Thân 2024, bước vào năm con rồng, tuổi Mậu Thân nam mạng gặp vận niên xà hãm tỉnh, tức là rắn bị nhốt dưới giếng hay rớt xuống giếng. Đây là điềm báo không may mắn, trong năm dễ bị tai nạn bất ngờ hoặc xui xẻo không ngờ tới, làm việc gì cũng không xong, phải chờ qua năm tới mới.
đây không phải là thời điểm thích hợp để mưu đại sự. Đồng thời tối kỵ việc nóng nảy mồm miệng hay dội dàng đưa ra quyết định mà sẽ nhận lấy thất bại lớn. Riêng về chuyện tình cảm thì được tốt đẹp, êm vui, gia đạo hài hòa, trên kính dưới nhường, đón hỷ sự trong năm. Quá giải vận hạn. Quá giải sao thủy diệu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, thủy diệu là sao tốt, nhưng bất lợi cho nữ, ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để dưỡng các khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo. Cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao thủy diệu chiếu. Bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Quá giải hạn thiên tinh năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm. Dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn, trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn. Không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Đối với mạng tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, theo sao chiếu mệnh, sao Mộc Đức. Mộc Đức là phúc tinh mang lại may mắn, an vui, trong nhà có hỷ sự. Sao này tốt nhất là vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Theo niên hạn, hạn tam kheo. Năm gặp hạn tam kheo cần phải đi đứng cẩn thận, đề phòng tai nạn bất ngờ, thương tật ở tay chân, đề phòng các bệnh về xương khớp và mắt. Xem tử vi 2024 tuổi Mậu Thân nữ mạng theo vận niên. Theo tử vi tuổi Thân 2024, trong năm Giáp Thìn, tuổi Mậu Thân nữ mạng gặp vận niên xà hãm tỉnh, tức là rắn bị nhốt dưới giếng hay rớt xuống giếng. Đây là điềm báo không may mắn, trong năm dễ bị tai nạn bất ngờ hoặc xui xẻo không ngờ tới, làm việc gì cũng không xong, phải chờ qua năm tới mới được. Đây không phải là thời điểm thích hợp để mưu đại sự. Đồng thời tối kỵ việc nóng nảy mồm miệng hay dội dàng đưa ra quyết định mà sẽ nhận lấy thất bại lớn. Riêng về chuyện tình cảm thì được tốt đẹp, êm vui, gia đạo hài hòa, trên kính dưới nhường, đón hỷ sự trong năm. Quá giải vận hạn. Cách tăng các khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2024. Sao Mộc Đức thuộc hành mộc, nên dùng màu xanh lá thuộc hành mộc để tăng cường các khí của sao tốt chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt, cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Quá giải hạn tam kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ. Đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm. Mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Dân, quý vị thân mến,
Trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.